Đây là ba cái cao đây, thiền cốt này kìa. Các bạn có nhìn rõ không ạ? Có. Thì bên trong là hoàn toàn bằng hài cốt thật. Tuy nhiên thì vị thiền sư Như Trí thì bị hỏng hóc nhiều hơn, và chúng ta chụp chiếu ở bên trong đó thì có nhìn thấy là có bên trong là có một tấm nhu mỏng đã bị đỡ cái lưng, đỡ lưng của vị thiền sư này đứng thẳng hơn. Và chính vì cái sự quý giá đấy, cho nên là các nhà khoa học đã quyết tâm là thuyết phục bà con nhân dân là trùng tu sửa để nhà